Hello nha, xin chào cả nhà nha. Bữa giờ đặc biệt không có làm clip gì hết, do rắn nó, thời điểm nó lạnh quá, rắn nó không có đi ăn. Giờ mình có mấy cái bẫy này, hôm trước còn cuốn sóc nè. Hôm nay mình sẽ đi đặt mấy con dông. Thì mình cho mồi, đây là cà chua nha anh em. Đó, đây là cái hang dông nè. Anh em thấy không? Hang dông này rất là to, con dông này nó cũng to. Mình sẽ đặt thử 6 cái thử sau mùa khoảng 1-2 tiếng sau mình đi thăm thử coi có được kết quả gì không nha cả nhà. Rồi, mời cả nhà thêm clip vui vẻ nha, không biết có cái gì không đó. Rồi giờ mình tiến hành đặt bẫy nha anh em. Đây, mình vừa đặt xong một cái bẫy. Thì cái miệng hang nó ở dưới đó thì nó sẽ đi lên, rồi nó thấy miếng cà chua nó sẽ vô nó ăn đó. Con dông nó rất là tinh, mình nói chuyện nhiều thì nó sẽ không có ra. Với lại giờ này trễ rồi, mình cũng mới vừa thấy nghỉ đặt dông thôi chứ không thôi là mình phải đặt sớm. Thì mình đi đặt tiếp 5 cái này nha anh em. 5 cái này xong rồi quay cho anh em. Ở đây cũng có một cái hang dông này nha anh em. Đây mình đặt cái bẫy ngay đây. Rồi mình tiếp tục đi tìm hang. Mình lại có cái nhà này. Đây, cái này nhỏ quá. Cái này khá nhỏ. Đây. Cái này giống mái nha anh em. Cái này giống mái. Này gần nhà mình. Biết còn cái hang nào nữa hay không. Mình sẽ đi kiếm. Ở đây cũng có một cái. Nhưng mà dòng rất là nhỏ. Đây cũng có một cái nhỏ quá. Chưa đánh bắt được. Ôi chà, vậy là chỗ này chỉ có một cái hang dông lớn thôi. Chưa có cái hang to nào nữa hết. Đây. Chỗ này ít hang quá. Bây giờ mình sẽ đi qua cái điểm khác. Đây cái hang này anh em thấy không? 1 2 3. Rồi đi thăm mấy cái bẫy nha anh em. Mình từ xa mình đã thấy dính một con. Cái bẫy đầu tiên đặt này anh em thấy không? Đó là một con giống mái to đùng nha anh em. Sức nghĩ, ô cái lồng kia sập rồi kìa. Ô cái lồng kia cũng dính luôn. Ô, hai con anh em ơi. Này đây. Ô, trời ơi con dông mày to quá. Ôi ôi, trời ơi. Một con dông to, một con dông đực nè. Con này là màu đỏ nè, dông đực nè nha anh em. Còn đây là dông cái. Trời ơi, khá là hấp dẫn nha. Trời ơi. Chiều nay mình sẽ làm cái món dông nướng cho anh em cùng thưởng thức với mình nha. Giờ mình sẽ đi thăm 3 cái kia. Cái này không dính. Ngoài đây còn 3 cái nữa nha anh em. Tèn tèn đặt 5-6 cái kiếm mòn nhậu. Chiều nay mình sẽ làm món dông nướng cho cả nhà xem. Không biết 3 cái này có dính không. Hộ 3 cái này nó chưa ra luôn anh em ơi. 3 cái chữ ra luôn, mình không có lời qua được. Đó, mình đặt 3 cái lồng. 2, 3. Thế bây giờ mình đi qua thì con dòng nó sẽ động, nó không có ra. Rồi mình sẽ đem 2 con kia về.
Hồi nãy thì mình có đi thăm 7 lồng, hai cái lồng này nó dính hai con dông nè anh em. Con một con đực, một con cái. Thì bây giờ mình thấy bên đó là dông nó ra nhưng mà nó không có vô ăn cà, là màu nó không nhảy. Thì đây là có một cái số sâu mà mình mua về cho quất ở nhà ăn. Đây, mình đã làm sẵn vô trong cái này hết rồi. Bây giờ mình chỉ móc vô lồng như thế này thôi. Đặt nó sẽ rất là nhầm hơn. Thì mình tiến hành qua đặt thêm hai cái lồng này lại nhé. Có hàng nữa nha anh em. Một con dòng khá to. Dạ, con này đứt đuôi rồi. Cái lồng đuôi dài quá rồi, cái sập cái lồng xuống đất này. Đứt đuôi, con này dòng đực nha anh em. Sớm dính một con đực, một con cái rồi. Đuôi thôi. Mắt đẹp rồi. Rồi mình sẽ đi thăm thêm 4 cái lồng kia, 5 cái lồng kia, đến 6 cái. Con này không lên. Rồi, mang về nhà. Vậy là có mồi nhậu rồi nha anh em. 3 cái nữa. Đây, khu vực này gần nhà mình, đối diện nhà mình có cái miếng đất này, đất động nè, dông nó hay ở. Với rảnh rảnh tỉa vài con vậy thôi. Mấy cái này có dính hay không nè. Còn 3 cái. Rồi, 3 cái này. Hình như dính một cái sao thấy có cái gì sạch. Rồi, một con nữa nha. Cái này chặt nè. Cái này không dính nè. Đâu, cái này con dùng máy nhỏ. Một con dùng máy nhỏ nha. Rồi, có được dập hàng luôn. Đây, không lên. Cái này cũng không lên. Rồi, vậy là hôm nay mình được 4 con. Rồi, vừa về tới nhà nha anh em. Kết thúc chuyến thăm 7 hôm nay mình đặt 6 cái, hôm nay thì được 4 con. Hai con dông đực, hai con dông cái, khá to. Cái này với con này to hơn hơn. Đó, còn dông mái này nhỏ nè. Mái nè. Bốn con này là đủ nhậu. Con trồng. Ừ, con gì? Con gì? Con gì? Con nó mà chuột cái đầu mày. À. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ xử lý 4 con dông này làm mồi nhậu cho tối nay úp. Chắc cũng không làm úp vừa vừa chứ không có cày, tại vì mấy thằng nhóc nhà mình nó cũng rất là khói cái món này ha. Thì mình sẽ xử lý nó nha anh em. Cái này là không có quay được cái cảnh giết mổ vì YouTube nó cấm, nó không cho. Bây giờ nó sẽ hành hạ động vật. Thì mình sẽ bỏ qua cái công đoạn này nha anh em, xử lý nó. Mình đã xử lý xong 4 con dông nha anh em. Khá là ngon. Thịt không. Như đây mà nhậu thôi chứ cái này mà nướng lên là thêm
trái xoài với mấy cọng rau nữa là y bài. Rồi quá đã anh em thấy không? Đã món này rất là dinh dưỡng nha anh em, bổ lắm. Đây là cho nó ráo nước rồi, chút nữa mình ấp gia vị xong tối mình sẽ nướng, quay clip cho anh em xem nha. Đây là công đoạn ướp nha anh em. Thì ở đây mình ướp muối ớt, muối tôm, muối ớt tôm của đặc sản của Tây Ninh. Mình thì thích ăn như vậy. Đây là cho muối ớt vô, đựng vừa đủ thôi. Mình đảo qua đảo lại. Đây, ướp tới tối mình nướng là vừa. Rồi, đơn giản thôi. Đó, muối ớt với lại dầu ăn. Dầu ăn nha anh em. Rồi. Chưa nướng mà đã thấy hấp dẫn rồi. Đã. Muối ớt dầu ăn thôi. Đơn giản thôi, nướng vậy nó mới ngon. Quá hấp dẫn. Ok. Do là đi công chuyện về tối quá nên bây giờ mình sẽ không có nướng mà mình chiên nha anh em. Trời ơi, nó đã thịt trắng. Xong rồi nha anh em. Hấp dẫn không? Muối ớt chanh bồ tạt, rượu ba kích nha anh em. Chào mời anh em nè, vô em. Chào anh em Quốc và cả nhà nha.